cả hệ thống cơ quan chức năng phải vào cuộc vì hành động bất chấp tôn nghiêm pháp luật khi hủy hoại môi trường thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Công ty trách nhiệm hữu hạn Khải Hồng Việt Nam là dự án đang trong quá trình hoàn thiện các hạng mục để đưa vào hoạt động. Tưởng rằng đặt chân vào Việt Nam, doanh nghiệp này sẽ như hứa hẹn, đó là giải quyết việc làm cho người dân địa phương và đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế cho tỉnh Bắc Giang. Nhưng không, khi mà giải quyết việc làm cho người dân và đóng góp vào nền kinh tế chưa thấy đâu, thì đơn vị này đã có những hành động hủy hoại đất mẹ thiên nhiên, khi thay vì phải dùng tiền để mua đất, nước, cát, sỏi từ thiên nhiên, họ lại dùng rác thải phế thải lẫn cả nhựa để phối xuống lòng đất. Sự việc được xuất hiện ban đêm và cả ban ngày nhộn nhịp, cùng với những xe tải hạng lớn, máy xúc hạng lớn đang ra sức đào sâu, chôn chặt nhằm hủy hoại môi trường sống. Bao nhiêu xe vào xếp hàng chờ tới lượt để kéo xuống bởi máy xúc rồi lại trở về nơi cung cấp nguồn rác thải. Việc còn lại của máy xúc là đào, chôn những bao rác thải này với sự hỗ trợ của công nhân trong công trường. Với quyết tâm đi đến tận cùng sự việc, nhóm phóng viên đã bám theo để tìm hiểu xem các xe tải lớn này chở các bao tải rác kia đi đâu, về đâu. Theo đó, ra khỏi cổng công trường, các xe này lũ lượt rẽ trái phóng bật mạng theo hướng về quốc lộ 31 nằm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Ekip thực hiện chưa làm nhiều ngả, đón đầu theo sau. Suốt quãng đường gần 15 km, trời tối, mưa phùn, cuối cùng ekip đã phát hiện được điểm đến của những hung thần này, đó là vào hai công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn Khải Thừa Việt Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn Khải Thần Việt Nam. Nhằm ngăn chặn kịp thời việc làm hủy hoại thiên nhiên có dấu hiệu đặc biệt nguy hiểm này, ban biên tập tạp chí thương hiệu và sản phẩm họp bàn đi đến quyết định cung cấp, chuyển nội dung hồ sơ vụ việc để phối hợp cùng công an tỉnh Bắc Giang và lực lượng chức năng ban ngành đoàn thể làm rõ sự việc. Ngày 6 tháng 5 năm 2021, ban giám đốc công an tỉnh đã vào cuộc chỉ đạo các phòng ban liên quan tiến hành khai quật khối rác khổng lồ được chôn lấp dưới lòng đất. Hàng chục người cùng các hệ thống máy móc thiết bị phục vụ cho việc tìm kiếm. Giữa thời tiết ngoài trời nắng oi ả, lực lượng chức năng ra sức tìm kiếm cùng với chỉ điểm vị trí của phóng viên tạp chí thương hiệu và sản phẩm, cuối cùng đã phát hiện được nơi chôn lấp. Với việc làm đổ rác xuống, lấp đất lên che phía trên của doanh nghiệp này, hiện nay lực lượng chức năng đang phải múc lên và cho vào bao tải để trả lại sự tự nhiên cho lòng đất. Các bao tải được đựng rác thải được xếp thành hàng dài và kiểm kê dưới sự theo dõi ngay lán đâm chốt. 10 ngày trôi qua, lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm và đã khai quật được rất nhiều tấn rác. Tới đây, thông tin và vị trí xác định, lực lượng chức năng còn khai thác dài ngày, có thể 10 ngày, cũng có thể 1 tháng nữa mới hết được số lượng rác đã chôn lấp. Điều đáng nói quanh sự việc trên, dư luận cho rằng tại sao một việc làm có dấu hiệu vi phạm pháp luật lớn như vậy, nhưng chính quyền địa phương và lực lượng chức năng trên địa bàn lại không hề hay biết, hoặc nếu biết thì tại sao không có biện pháp ngăn chặn. Chỉ đến khi tạp chí thương hiệu và sản phẩm chủ động cung cấp thông tin cùng với sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Bắc Giang và sự vào cuộc quyết liệt của giám đốc công an tỉnh Bắc Giang thì sự việc mới được làm sáng tỏ. Để biết được số lượng rác đang nằm dưới đất là bao nhiêu và nguy hại đến môi trường như thế nào, mời bạn đọc theo dõi phóng sự tiếp theo của tạp chí thương hiệu và sản phẩm.